lật lại hồ sơ bức ảnh lịch sử tướng Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Ngọc Loan đi tìm thân thế người lính biệt động. Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Ngược Dòng Lịch Sử cùng với Mr. Sue Đẹp Trai. Anh em thân mến, trong một video về một trong những nhà tình báo huyền thoại của Việt Nam, Phạm Ngọc Thảo, Mr. Sue đã dành nhiều thời lượng để nói về cái chết cũng như kẻ đã giết ông là ai. Tuy Phó Tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa lúc đó là Nguyễn Cao Kỳ đã phủ nhận, nói không liên quan đến cái chết của Đại tá Phạm Ngọc Thảo, nhưng nhiều nguồn tin đã khẳng định Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan, cấp dưới trực tiếp của ông ta, chính là người đã đích thân xuống tay với Đại tá Thảo. Nói đến Nguyễn Ngọc Loan, không chỉ mãi đến khi trở thành hung thủ sát hại Đại tá Thảo thì hắn mới nổi tiếng, mà trước đó hắn đã được biết đến là một kẻ sát nhân máu lạnh gắn liền với bức ảnh hành quyết ở Sài Gòn, đã trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người. Vậy chân dung cụ thể về con người này như thế nào? Anh em hãy cùng xuôi mình đi khám phá nhé. Nguyễn Ngọc Loan, sinh năm 1930, mất năm 1998, là Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia kiêm Giám đốc Nhà An ninh Quân đội, phụ trách Đặc ủy Trung ương Tình báo. Độc đoán, tàn bạo đã là thước đo nhân phẩm chung của các tướng Việt Nam Cộng Hòa, nhưng Nguyễn Ngọc Loan lại nổi bật hơn cả bởi mức độ độc đoán, tàn bạo vượt tầm vũ trụ của mình. Hắn còn được biết đến với biệt danh Sáu Lèo. Sáu ở đây là thứ tự cấp bậc của Loan theo danh xưng bình dân thời Pháp gọi các võ quan, mỗi một vạch trên vai là một cấp bậc. Còn về chữ Lèo phía sau thì không ai biết nó xuất phát từ đâu. Có nhiều người tin rằng cái tên Lèo không có ý tốt, thậm chí còn là từ để người ta tỏ thái độ khinh bỉ, dè bỉu với hắn. Sở dĩ nói Nguyễn Ngọc Loan là tên sát nhân máu lạnh bởi hắn chỉ cần nghe thì tiếng súng AK-47 ở đâu là sẽ nhào tới đó. Hắn khao khát giết lính giải phóng đến nỗi khi vào trận, hắn chẳng cần trang bị gì nhiều mà chỉ cần một tấm áo giáp, một khẩu M16 với 12 băng đạn 5,56 ly vòng quanh bụng, đầu không nón sắt, chân dép cao su, không lon, không lá là xong. Trong giai đoạn 2 của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968, ngay khi vừa nhận được tin tình báo phía khu Tân Cảng có một cánh quân mặt trận giải phóng miền Nam đang tràn về, Loan đã không hề chậm trễ lấy một giây, tức tốc điều động hai đại đội cảnh sát đi truy kích. Nhận được tin Loan đã xuất kích đi giết quân giải phóng, Cố vấn trưởng Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa sợ hắn nóng vội mất khôn, đã đích thân lái xe cảnh sát chặn đoàn xe của Loan ở ngã tư Phan Thanh Giản và yêu cầu hắn về Tổng Nha tham dự buổi họp. Tuy nhiên, Sáu Lèo đã từ chối. Trước đó, viên cố vấn này được CIA thông báo là Hoa Kỳ có quyết định bỏ rơi biệt đội chó săn của mình và Nguyễn Ngọc Loan là một trong những cái tên cần thủ tiêu. Trước đó, Acompura đã được CIA thông báo Hoa Kỳ sẽ thủ tiêu Nguyễn Ngọc Loan, nên việc Loan tự ý rời khỏi nhà cảnh sát sẽ khiến cho kế hoạch thủ tiêu hắn của Mỹ sẽ càng trở nên khó khăn hơn, nên viên cố vấn bằng mọi giá phải giữ hắn trong tầm kiểm soát. Về phần Nguyễn Ngọc Loan, hắn vẫn không hay biết gì về kết cục số phận của mình, nên vẫn ham hở đi giết quân giải phóng cho thằng Mỹ. Trung thành với chế độ, với bố Mỹ là vậy, nhưng Nguyễn Ngọc Loan vẫn không thể nhìn thấu được bộ mặt thật của chúng. Trong khi Loan vẫn miệt mài ngày đêm giết người cho chúng, thì chúng lại âm thầm điều sát thủ thủ tiêu hắn. Người được giao giết Loan là một hạ sĩ quan thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, có vợ Việt Nam, làm việc cho CIA Sài Gòn. Tuy nhiên cái mạng của Loan vẫn chưa đến ngày tận, nên vào lúc 11 giờ ngày 7 tháng 5 năm 1968, báo chí Sài Gòn chỉ đưa tin Loan bị bắn nát bắp chân trái, còn cái đầu vẫn còn nguyên. Khẩu súng mà hạ sĩ quan Mỹ dùng để tuyên án tử với Loan là khẩu M16 gắn viễn vọng kính, cỡ đạn 5,56 ly thuộc loại flashjet. Theo kế hoạch, gã này sẽ đứng trên sàn trực thăng UH-1B nhắm trúng đầu Loan mà bắn. Nhưng may cho Loan, lúc sát thủ siết cò cũng vừa là lúc trực thăng gặp vùng giảm áp nên viên đạn đi chệch mục tiêu. Một ký giả người Úc đã cứu được Loan, tuy nhiên sau đó hắn đã bị từ chối chữa trị cái chân bị nát ở mọi nơi trên lãnh thổ Úc cho đến Hoa Kỳ. Lật lại profile của hắn thì Nguyễn Ngọc Loan nhập ngũ khóa 1 trường Võ khoa Thủ Đức và phục vụ trong lực lượng xung kích Pháp Việt sau khi tốt nghiệp năm 1952. Năm 1953, hắn thụ huấn khóa phi công tại trường không quân Salon de Provence tại Pháp. Khi Mỹ lập nên chế độ Việt Nam Cộng Hòa, hắn trở thành một trong những phi công đầu tiên lái không trục trong lực lượng không quân Cộng Hòa. Năm 1964, Nguyễn Ngọc Loan được thăng đại tá, giữ chức tư lệnh phó không quân Việt Nam Cộng Hòa dưới quyền tư lệnh Nguyễn Cao Kỳ. Trong chiến dịch mũi tên lửa diễn ra vào ngày 11 tháng 2 năm 1965, Nguyễn Ngọc Loan đã dẫn đầu phi đoàn Bắc phạt A1 Sky Rider vượt vĩ tuyến 17 tấn công miền Bắc. Khi nói về cuộc đời của Nguyễn Ngọc Loan sẽ thật thiếu sót nếu không nói đến bức ảnh nổi tiếng hành quyết tại Sài Gòn, Saigon Execution của tác giả Eddie Adams. Theo đó, trong bức ảnh, Loan là người đã cầm súng bắn thẳng vào đầu một chiến sĩ quân giải phóng. Sau khi được công bố và trở nên nổi tiếng, độ chân thực của bức ảnh đã khiến những người nhìn thấy phải rùng mình bởi mức độ tàn bạo của Loan. Người cầm súng dễ dàng nhận ra là Nguyễn Ngọc Loan, song danh tính người bị Loan bắn nát sọ đến nay vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Có người xác nhận đó là đại úy Bảy Lốp, tức Nguyễn Văn Lém, có người lại nói đó là Bảy Nà, Lê Công Nà. Trong cuốn phim tài liệu mang tên Từ một tấm ảnh, đại tá Nguyễn Phương Nam, nguyên cán bộ Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày 1 Tết Mậu Thân có một mũi tấn công của quân giải phóng miền Nam vào Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng Hòa
và người chỉ huy là 7 lốp, chỉ huy phó là 2 ly. Theo đó, 7 lốp bị bắt và bị đưa đến Bộ Tư lệnh Cảnh sát Dã chiến Việt Nam Cộng Hòa, nhưng không rõ 7 lốp bị đưa đi đâu. Cùng thời điểm diễn ra vụ hành quyết, một phóng viên người Nhật có mặt tại hiện trường cho hay một đặc công Việt Nam đã bị Cảnh sát Dã chiến Việt Nam Cộng Hòa đưa đến đường 20 cũ, tức đường Lý Thái Tổ hiện nay, và bị bắn. Kết hợp cả hai thông tin này, cộng thêm với bức ảnh của đoàn của Đảng Cộng sản Nhật Bản vào năm 1985, vợ của Bảy Lốp đã khẳng định người bị loan bắn trong ảnh chính là chồng mình. Tuy nhiên, theo nhiều người và nhiều nguồn tin khác, người bị bắn trong bức ảnh không phải là Bảy Lốp mà là Lê Công Nà, tức Bảy Nà, chính trị viên quận đội kiêm phó chỉ huy quận 5, thành phố Sài Gòn, Gia Định. Giả thuyết về Lê Công Nà được đưa ra từ năm 1998, theo xác nhận từ ông Lê Công Tứ, anh ruột của Lê Công Nà, đã khẳng định người trong ảnh chính là em của mình, là ông Lê Công Nà. Bà Phạm Thị Sứ, tức Năm Bắc, nguyên bí thư quận ủy quận 5 cũng cho biết, xác nhận rằng sáng mùng 2 Tết, tại Vườn Lài, nơi tiểu đoàn 6 đóng quân hôm mùng 2 Tết, bà đã thấy Lê Công Nà còn mặc áo caro, hai bên có cười chào hỏi nhưng không kịp nói chuyện. Miêu tả này của bà Sứ hoàn toàn giống với người trong bức ảnh nổi tiếng kia. Ngoài ra, còn một nhân chứng khác cũng khẳng định người bị bắn trong ảnh là Bảy Nà, đó là bà Trương Thị Tý. Bà còn khẳng định trường hợp của Bảy Nà chỉ mới 20 mấy năm trôi qua nên theo bà không khó để nhận dạng. Dù việc xác định thân phận của người bị Nguyễn Ngọc Loan bắn đến nay vẫn chưa ngã ngũ, nhưng điều đó không quan trọng, bởi điều mọi người thực sự nhìn thấy trong bức ảnh này đó là sự tàn bạo của Loan. Bức ảnh đã xuất hiện trên trang nhất báo chí quốc tế ngay sau khi được chụp. Cùng lúc ấy, phóng viên đài ABC của Úc, Neil Davis, cũng quay được một đoạn phim. Theo lời kể của Neil Davis, trong cuốn hồi ký In the Front Line, tướng Loan cầm khăn lau mặt, vẫy tay kêu các tùy tùng tránh ra, đi đến Bảy Lốp, không nói một lời, Loan quăng điếu thuốc và móc khẩu súng lục ra. Ông ta lấy tư thế của một xạ thủ, cánh tay phải giơ thẳng và ở khoảng cách có lẽ là 1 mét, bắn vào thái dương của người tù binh này. Với mức độ chân thực về sự tàn bạo không thể chối cãi, bức ảnh hành quyết tại Sài Gòn nhanh chóng trở nên nổi tiếng và đã gây ra được những hiệu ứng tích cực cho cuộc chiến tại Việt Nam. Theo đó, một làn sóng phẫn nộ khắp thế giới vượt xa sức tưởng tượng của người chụp. Dư luận bắt đầu bàn tán về bức ảnh, nhiều người đã bị sốc khi nhìn vào, thậm chí gây ra sự ám ảnh. Từ đây, phong trào phản chiến đang âm ỉ tại Mỹ đã có dịp bùng nổ và phát triển mạnh mẽ. Rất nhiều người được hỏi đã thay đổi thái độ của mình về cuộc chiến, từ nhận mình là diều hâu, tức những người ủng hộ chiến tranh, sang thành bồ câu, tức là những người chống chiến tranh. Hành quyết tại Sài Gòn cũng giúp Adams giành được giải thưởng World Press Photo of the Year và giải báo chí Pulitzer năm 1969 về thể loại hình ảnh. Năm 2007, bức ảnh còn được tạp chí Mental Floss bầu chọn là một trong 13 tấm ảnh đã làm thay đổi bộ mặt thế giới. Trong một bài phỏng vấn với Han Buen, khi đó là sếp của SD tại New York, Buen đã kể lại: Adams theo dõi hai người lính Việt Nam Cộng Hòa kéo một người tù ra khỏi một cái cổng ở cuối phố. Những người lính vừa kéo vừa đẩy một người có vẻ là Việt Cộng mặc áo sơ mi kẻ, tay bị trói sau lưng. Họ dẫn người đàn ông về phía Adams và Võ Sửu. Võ Sửu là phóng viên quay phim làm việc cho đài truyền hình NBC. Thực chất, Võ Sửu cũng quay được cảnh Nguyễn Ngọc Loan bắn chiến sĩ giải phóng, nhưng có lẽ ông ta không có hào quang nhân vật chính nên chỉ có bức ảnh của Eddie Adams là trở nên nổi tiếng. Về phần mình, Eddie Adams nói: "Tôi dõi máy theo ba người đó, chụp lại một kiểu ảnh. Khi họ đến gần, cách khoảng 1,5 mét, những người lính dừng lại và lui về phía sau. Tôi thấy một người đàn ông từ bên trái bước vào trong vùng ngắm máy ảnh của tôi. Ông ta rút một khẩu súng lục ra khỏi bao và nâng lên. Tôi không hề nghĩ là ông ta sẽ bắn. Người ta thường chĩa súng vào đầu người tù khi hỏi cung. Do đó tôi chuẩn bị chụp ảnh về sự đe dọa, cuộc thẩm vấn, nhưng nó đã không xảy ra. Người đàn ông chỉ rút một khẩu súng lục ra, chĩa vào đầu người Việt Cộng và bắn vào thái dương anh ta. Đúng lúc đó, tôi chụp bức ảnh." Có thể thấy rằng chỉ một bức ảnh nhưng đã nói lên được nhiều điều. Không chỉ vạch trần sự dã man, tàn bạo của Nguyễn Ngọc Loan, nó còn là hiện thực của cuộc chiến tranh tại Việt Nam lúc bấy giờ. Trong số những lần phát biểu của mình, Nguyễn Ngọc Loan thường nói nhiều về Đức Phật. Và trong Đức Phật, không ai sinh ra đã là xấu xa, là trở thành kẻ thù của dân tộc. Nguyễn Ngọc Loan đã tự chọn cho bản thân con đường đó, nhưng vẫn ra giả đó là lựa chọn của Đức Phật. Video hôm nay xưa mình kể đến đây thôi. Hẹn gặp lại anh em trong những video kế tiếp, cùng những câu chuyện lịch sử hay ho và thú vị khác nữa, anh em nhé. Xin chào!